Có anh lên muộn chắc khoảng anh lên đó cho đến 8 giờ mấy anh xong rồi anh đang chở con đi học ở Phú Nhuận, anh về tới nhà chắc khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ kém đó. Em đang ở nhà không thì qua đợi anh đi chung con anh thì đi trước đi, anh phải chạy chở con chạy về nhà rồi anh mới đi được. Rồi anh chở con đi học. Sợ đó em đi trước anh. Đi trước dành cho ngồi anh. Thank you.
Yeah.